Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Tiếp tục với bộ truyện Dũng Giả X Nữ Ma Vương, chap 57, chuyện được mình tự dịch có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm nhé. Trước khi vào video có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có động lực làm video hơn nhé. Cảm ơn, mãi yêu. Lúc này bên trong nhà, Elizabeth đang nằm đó xem phim và ăn khoai tây chiên, tận hưởng cuộc sống. Kênh truyện tranh IAMQ, tham gia hội viên 10k xem trước video tập mới sớm nhất. Ở bài tái sinh ở thế giới khác, lại là một quảng cáo khác nữa, ta sẽ nhờ Lạc Bình mở thẻ thành viên cho ta vậy. Elizabeth lại cho tay vào bên trong bịch khoai tây chiên, nhưng chẳng còn một miếng nào nữa à. Cô cầm bịch bánh lên xem, thì thấy bên trong không còn miếng nào nữa hết, ăn xong nhanh thế à. Vẫn còn một thứ ngon nhất à, ánh mắt này, mọi người cũng biết phần tinh túy khoai tây chiên là đâu chứ. Đây dùng ép thế nhỉ, mấy cái vụn vụn trong phần khoai tây chiên ngon cực luôn. Elizabeth dùng ngón tay vét vụn khoai tây cùng cái gia vị độc quyên đó lên tay. Rồi cho nó vào miệng mình. Nhìn biểu cảm của Elizabeth thì cũng biết là vị ngon cực luôn. Gương mặt đầy thỏa mãn của Elizabeth nói lên. Những miếng vụn cuối cùng được trộn với rất nhiều bột nêm, hương vị thực sự gây nghiện. Xong hết phần vụn cuối cùng, Elizabeth cuộn lại cái vỏ quăng vào trong thùng rác. Rồi cô ngồi dậy xỏ đôi dép vào. Cơ mà nhìn đôi dép giống như Lạc Bình với Elizabeth thế nhỉ. Elizabeth đứng lên đi lại mở cửa, đi ra tìm Lạc Bình. Cũng sắp đến giờ rồi, tên Lạc Bình này chắc đang phải cực khổ luyện kiếm thuật. Điều đó là cần thiết, để đáp ứng thử thách của ta, ta cũng đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt trước khi hoàn toàn hiểu được các kỹ năng kiếm thuật. Chỉ khi nào anh không thể hiểu được nữa và có ý định từ bỏ, em sẽ xuất hiện trên sân khấu để hướng dẫn anh. Nghĩ lại thì em quả thực mạnh mẽ hơn nhiều. Elizabeth tự tin nói, anh có lười biếng luyện tập không đó, anh luyện thế nào rồi, em đến để kiểm tra đây. Lạc Bình giơ tay lên bình thản nói, có. Elizabeth nhìn xem anh nhà luyện như thế nào. Elizabeth đi lại xem, bản vương không phải bảo ngươi luyện kiếm sao, ngươi ngồi khoanh chân ở chỗ này làm gì. Lạc Bình ngồi đó nhập thiềm một chút mà thái cực kiếm pháp đã luyện thành công viên mãn rồi à. Elizabeth nhìn anh nhà ngồi đó khoanh tay múa chân mà không hiểu. Này, em muốn hỏi anh vài điều. Xong rồi Elizabeth suy đoán, em hiểu rồi, chắc hẳn anh đã gặp phải thất bại và cảm thấy xấu hổ nên muốn trốn tránh vấn đề phải không? Không sao đâu, em đã thay đổi ý định rồi, chỉ cần anh cúi đầu xin lời khuyên, em vẫn sẵn sàng dạy anh vài chiêu, em đảm bảo sau khi học xong anh sẽ có thể chạy lung tung ra ngoài, theo ba thỏa thuận trước kia của chúng ta. Sau một hồi thì Lạc Bình cũng luyện xong, thu tay hít một hơi dài vào thở ra. Lạc Bình như không nghe hỏi lại, Elizabeth, vừa rồi em đang nói chuyện với anh phải không? Xin lỗi, anh vừa mới ra khỏi trạng thái nhập thiền của môn tập thái cực quyền. Elizabeth bị quê mà hơi cay cay rồi đó, thì ra là vậy. Có vẻ như anh cho rằng mình đã luyện tập tốt nhưng đừng nhầm lẫn, thứ anh muốn học là kiếm thuật, ở đây ngồi thiền cũng chẳng ích gì đâu. Chợt anh nhà vung nhánh cây tới trước mặt của nóc nhà. Tạo dáng còn thêm cái mặt đầy khiêu khích nữa chứ. He he, ai nói vô nghĩa, thứ anh tập là thái cực, quan trọng nhất là tu dưỡng tâm tính, khi em đang ăn khoai tây chiên và xem tivi, anh đã học được toàn bộ 13 chiêu kiếm, còn trở nên thành thạo hết rồi, em có muốn anh chứng minh điều đó cho em và sau đó em có thể cho anh một số lời khuyên không? Elizabeth thấy cái mặt ngứa đòn của Lạc Bình cũng đồng ý, được thôi, vì anh muốn tự biến mình thành kẻ ngốc nên em sẽ không ngăn cản anh đâu, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi này. Chẳng lẽ anh sẽ nghĩ rằng mình đã thành thạo kiếm kỹ chỉ bằng cách luyện tập các nhát chém ngang và dọc sao? Lạc Bình xoay xoay cành cây trong tay, nhìn có vẻ điệu nghệ đấy. Điều quan trọng nhất khi luyện tập thái cực kiếm là giữ tinh thần bình tĩnh, nhắm mắt lại rồi bắt đầu thế tay. Lạc Bình chỉ mới bắt đầu mà khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi rồi à. Chiêu thứ nhất, chuồng chuồng đạp nước, khung cảnh xung quanh đã thay đổi khi anh mên tung chiêu. Elizabeth đứng đó cũng bị cuốn vào thế giới của anh. Ta lại bước vào thế giới ngay khi anh ta ra tay, dù sao thì anh cũng là người dũng giả huyền thoại, và em đã quen với việc này khi sống chung với anh lâu như vậy, nhưng trong trạng thái nhẹ nhàng như vậy, lại không có chút nguy hiểm nào sao, sức sát thương của những chiêu kiếm đã biến mất ở đâu. Lạc Bình tiếp tục thi triển ra những kiếm pháp của thái cực kiếm, tiếp theo là chiêu thứ hai, chim én bay lượn, Lạc Bình lại cung kiếm, thế giới bên trong lại huyễn hóa thay đổi. Chiêu thứ ba, gió sen uốn lượn. Lại một chiêu nữa vung ra, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Bầu trời bên trong thế giới của Lạc Bình xuất hiện một đám mây cuộn tròn cứ như lốc xoáy vậy.
Elizabeth bắt đầu thấy hơi quan ngại rồi đó a, thế giới lại thay đổi rồi. Sau đó, chiều tiếp theo là, Lạc Bình ngồi xuống, khí thế xung quanh cũng thay đổi. Tay anh bắt đầu vung nhánh cây, dòng nước cũng cuốn theo. Chiều thứ tư, dẫn mây gọi sấm, những tia sét bắt đầu xuất hiện xung quanh của Lạc Bình. Elizabeth suy nghĩ, làm sao nó có thể đạt đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy, nhất định phải trấn áp. Elizabeth dùng ma lực tạo ra thanh kiếm, được rồi, hãy để em cho anh một lời khuyên. Những giọt nước cũng bắt đầu rơi xuống nhánh cây trong tay của Lạc Bình. Chiều thứ năm, rồng xanh nổi lên từ mặt nước, dòng nước bên dưới bắt đầu trồi lên một cách cuồn cuộn. Sau đó là một con rồng bằng nước khổng lồ xuất hiện ngay sau lưng của Lạc Bình. Elizabeth cũng không chịu thua, đã vào trạng thái chiến đấu, quỷ kiếm hủy diệt. Trên bầu trời xuất hiện một đám mây đỏ thẫm, một cái móng vuốt rồng khổng lồ xuất hiện. Sau đó là một con rồng màu đỏ thẫm xuất, rồng quỷ hủy diệt, nhìn xuống bên dưới. Cháp sau là trận giao lưu đầy kịch tính của nóc nhà và Minh Chính, mọi người nhớ đăng ký kênh theo dõi nhé.